Dấu hiệu một người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân, nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Là phụ nữ, bạn có đang hẹn hò hay đang chung sống với một người đàn ông mà thỉnh thoảng bạn luôn cảm thấy mình như người chị, người mẹ của anh ta? Bạn luôn là người chăm lo cho mối quan hệ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ. Bạn luôn là người lo nghĩ và gìn giữ mối quan hệ đó. Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh một người thay vì được yêu thương, được quan tâm như bao cô gái khác? Bạn phải gồng mình để làm sao cho mối quan hệ không đổ vỡ. Lắm lúc bạn chán nản, muốn buông bỏ, nhưng vì nhiều lý do, bạn mãi vẫn chưa thể dứt ra được. Hay đơn giản, bạn vẫn chưa tìm ra cách để thay đổi được người đàn ông bên cạnh mình. Trên con đường trưởng thành, một trong những khía cạnh quan trọng mà mỗi người đàn ông phải đối mặt là sự phát triển và trưởng thành về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi qua quá trình này một cách suôn sẻ, và có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy một người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Để tránh đi vào những sự đổ vỡ không đáng có sau này, ngay từ đầu, phụ nữ hãy cân nhắc lựa chọn để tránh gặp phải một người đàn ông chưa trưởng thành. Bởi lẽ, người đàn ông luôn được xem là người trụ cột của gia đình, là người chăm lo và bảo bọc vợ con. Vậy thì, khi chưa đủ trưởng thành về tư tưởng, cảm xúc thì liệu anh ta có đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho bạn hay không? Sau đây là những dấu hiệu một người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Hy vọng sẽ giúp bạn nhìn nhận ra mình có đang bên cạnh một người như vậy hay không, và hy vọng bạn có sự lựa chọn đúng đắn trong mối quan hệ của mình. Dấu hiệu 1. Luôn đổ lỗi cho người khác về mọi chuyện xảy ra. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là xu hướng luôn đổ lỗi cho người khác về mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Thay vì nhận lỗi và chấp nhận trách nhiệm của mình, người đàn ông chưa trưởng thành sẽ tìm cách chuyển hướng sự chú ý và đổ trách nhiệm cho người khác. Họ không chịu đối diện với hậu quả cho hành động của mình. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm và thiếu khả năng đối mặt với thực tế của đàn ông. Như việc anh ta không hoàn thành tốt công việc là do sếp không hỗ trợ. Anh ta không hoàn thành báo cáo đúng thời hạn là do bận dành thời gian cho bạn hay cho con cái. Anh ta không thăng tiến không phải là do anh ta bất tài, mà do công ty chèn ép, không nhìn ra năng lực của anh ta. Anh ta không muốn đi làm công cho người khác, không muốn bị người khác sai bảo, nhưng khi kinh doanh thì thua lỗ, không phải là do anh ta không có tài cán mà là do thời thế không thuận lợi. Hai người cãi nhau vì vấn đề gì đó, thì đó là lỗi của bạn chứ không phải của anh ta. Bất cứ lý do gì xảy ra, dù trong công việc, trong tình cảm hay trong đời sống hôn nhân, đều do lỗi của người khác chứ không phải do họ. Một người đàn ông chưa trưởng thành, luôn không bao giờ dám nhìn nhận lại bản thân và không có đủ can đảm để thừa nhận sự yếu kém của mình. Ở bên cạnh người như vậy, thời gian đầu phụ nữ có thể thông cảm vì nghĩ rằng anh ta không may mắn. Nhưng lâu dần bạn sẽ cảm thấy anh ta là một người vô dụng, không có bản lĩnh, chưa trưởng thành và đặc biệt không còn sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho anh ta. Vậy thì một người đàn ông như vậy, có đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho bạn hay không? Dấu hiệu 2, không có khả năng kiểm soát cảm xúc. Một dấu hiệu khác là khả năng kiểm soát cảm xúc yếu kém. Người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc thường không biết cách kiểm soát và quản lý cảm xúc của mình. Họ có thể trở nên quá phản ứng hoặc không thể kiểm soát cảm xúc tiêu cực như tức giận, ghen tị hay buồn bã. Sự thiếu kiểm soát này không chỉ gây tổn thương cho bản thân mà còn tác động đáng kể đến mối quan hệ và ảnh hưởng tới người khác. Một sự việc được đăng tải trên diễn đàn tâm sự có một tình huống như sau.
một cô gái nhờ bạn trai đón mình sau giờ làm, và vì công việc phát sinh đột xuất nên cô ấy có ra muộn 30 phút và có báo với anh ta. Khi anh ta tới, vì điện thoại cô để chế độ im lặng, anh ta tạm thời không gọi được. Và thế là khi cô ấy xong việc và chở cô ấy về nhà, anh ta không ngừng nóng giận, chửi bới, nặng lời và đập liên tục vào mặt đồng hồ xe trên suốt quãng đường, dù cô gái có xin lỗi và không dám nói gì thêm. Đây là dấu hiệu của một người đàn ông không có khả năng kiểm soát cảm xúc và chưa trưởng thành về nội tâm bên trong. Nóng giận là biểu hiện của sự bất lực với bản thân mình. Một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn và trưởng thành, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng cố gắng kiềm chế bản tính, đặc biệt là với người phụ nữ mà anh ta coi trọng. Đây chỉ mới trong giai đoạn hẹn hò, vậy thì sau khi kết hôn, mỗi lần nóng giận, anh ta có thể đánh bạn nhập viện hoặc thậm chí mất mạng. Một khi đã nóng giận và không có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình, con người ta có thể làm bất cứ thứ gì mà họ chưa kịp nhận thức được đúng hay sai. Sau khi bình tĩnh, thì mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Chính vì vậy, nếu người đàn ông của bạn có dấu hiệu này, thì nên cân nhắc lại sự lựa chọn của mình, nếu không muốn cả đời của bạn phải chịu cảnh bị chửi mắng, bạo hành. Dấu hiệu 3, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Một khía cạnh khác của một người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc là tính ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Anh ta không có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác và thiếu sự thông cảm. Anh ta không quan tâm đến những nhu cầu và mong muốn của đối phương. Mọi quyết định và hành động đều xoay quanh lợi ích cá nhân của anh ta. Ví dụ sau khi kết hôn, mỗi lần có xung đột, người đàn ông thường chỉ bảo vệ quan điểm của mình mà không bao giờ lắng nghe ý kiến của phụ nữ. Anh ta chỉ quan tâm tới những thứ làm anh ta hạnh phúc, mà không quan tâm đến nhu cầu của cô ấy. Anh ta thường đưa ra quyết định lớn nhưng không tham khảo ý kiến của vợ. Một dấu hiệu cho tính ích kỷ trong tình yêu và hôn nhân là luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả. Như khi quyết định về việc sắp xếp thời gian để làm việc gì đó cùng nhau hoặc quyết định về mục tiêu mua nhà trong tương lai, đàn ông thường chỉ tính đến những gì làm cho anh ta hài lòng, mà không để ý đến mong muốn và sở thích của vợ mình. Hay khi người phụ nữ có một ngày tồi tệ, cần sự ủng hộ của chồng, anh ta không đặt mình vào vị trí của cô ấy để thấu hiểu và thông cảm. Thay vào đó, anh ta coi đó là cơ hội để thể hiện sự bất mãn và phàn nàn về những khó khăn của chính mình. Khi cô ấy cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình, anh ta lờ đi hoặc đổ lỗi cho cô ấy và cho rằng cô ấy chỉ đang làm quá mọi chuyện lên. Khi cô ấy muốn mua một món đồ mình thích, anh ta phản đối, chê bai và ngăn cản cô ấy vì anh ta không thích món đồ đó. Một mối quan hệ mà một người chỉ ích kỷ, nghĩ cho bản thân sẽ trở nên mất cân bằng và thiếu sự đồng cảm và gắn kết. Ở bên một người như vậy, bạn sẽ cảm thấy bị xem nhẹ và không được quan tâm. Điều này dẫn đến sự không hài lòng và căng thẳng trong mối quan hệ và có thể gây ra sự rạn nứt và cuối cùng là đổ vỡ. Dấu hiệu 4, không lắng nghe những lời góp ý, dù nó mang tính chất xây dựng. Người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, tư tưởng thường có thái độ đóng cửa khi đối mặt với ý kiến đánh giá, những lời góp ý xây dựng. Họ có thể lạnh nhạt hoặc chiến đấu với những người nêu ý kiến, không chấp nhận một cách tích cực để phát triển bản thân. Khi bạn góp ý với anh ta sẽ phản ứng thái quá. Cãi nhau, nặng lời với bạn, người đàn ông chưa trưởng thành luôn bảo thủ, luôn cho rằng mình đúng và không muốn bất cứ ai góp ý với mình dù đó là người yêu. Anh ta có thể lạnh nhạt với bạn, giận dỗi bạn, trách móc bạn không hiểu anh ta, cho rằng bạn không có tư cách để góp ý với anh ta. Điều này chỉ chứng tỏ anh ta chưa trưởng thành trong nhận thức, không dám nhìn nhận sự chưa hoàn thiện của bản thân. Để cố gắng phát triển tốt hơn, ví dụ khi bạn góp ý với người đàn ông về thái độ hay hành động có thể cần được điều chỉnh để cải thiện mối quan hệ, anh ta có thể phản ứng bằng cách coi thường hoặc tỏ ra không hài lòng. Anh ta có thể đặt một tư duy, tôi làm đúng, tôi không việc gì phải thay đổi, và không chấp nhận lời góp ý như một cơ hội để phát triển bản thân và mối quan hệ. Mặc dù bạn góp ý mang tính xây dựng để hiểu nhau hơn, nhưng anh ta thường xem đó như là một sự động chạm đến lòng tự ái của mình. Thay vì xem đó là một cơ hội thay đổi, anh ta có thể tỏ ra tự tin với quan điểm và hành động của mình,
bỏ qua cơ hội để cùng nhau phát triển và giữ gìn tình yêu của hai người. Không lắng nghe những lời góp ý xây dựng có thể có tác động tiêu cực đến mối quan hệ trong tình yêu và hôn nhân. Điều này có thể gây ra sự không cân bằng trong giao tiếp, cản trở sự phát triển mối quan hệ bền vững, làm cả hai mất đi sự tin tưởng và gắn kết. Để xây dựng một tình yêu bền vững, mỗi người cần học cách lắng nghe và chấp nhận những lời góp ý tích cực của đối phương. Không lắng nghe những lời góp ý là dấu hiệu của một người đàn ông chưa trưởng thành. Dấu hiệu 5, hờn dỗi vì những điều nhỏ nhặt. Người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc có thể dễ bị kích động và hờn giận về những vấn đề nhỏ nhất. Thay vì người đàn ông phải là người chủ động với phụ nữ, có những người đàn ông trưởng thành sẵn sàng xin lỗi người yêu dù anh ấy không thật sai, chỉ để làm bạn gái hay vợ mình cảm thấy thoải mái. Nhưng ngược lại, người đàn ông chưa trưởng thành về cảm xúc, bạn lại là người luôn đi dỗ dành anh ta, dù đó chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, không đáng để giận dỗi. Một người có xu hướng hờn giận và tức giận vì những vấn đề nhỏ thường thể hiện sự không ổn định trong quản lý cảm xúc và không có khả năng đối mặt với thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn vô tình làm trái ý anh ta vì một vấn đề nào đó, anh ta sẽ hờn dỗi, không quan tâm đến bạn và im lặng với bạn nhiều ngày, cho đến khi bạn xuống nước dỗ dành anh ta. Một mối quan hệ mà bạn phải là người luôn chạy theo dỗ dành, quan tâm đến đối phương như người mẹ chăm sóc đứa con trai, còn anh ta không bao giờ để ý tới cảm xúc của bạn, thì liệu mối quan hệ này có thể kéo dài được bao lâu? Lâu dần bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì một mối quan hệ mất cân bằng. Một tình yêu không có sự thấu hiểu, một cuộc hôn nhân không có sự quan tâm. Sự hờn dỗi cũng có thể làm mất đi sự linh hoạt trong quan hệ, khi người đàn ông không thể làm chủ được cảm xúc và không có khả năng đối mặt với những thử thách nhỏ một cách tích cực. Điều này gây khó khăn trong việc giao tiếp giữa hai người, biến mọi vấn đề nhỏ đều có thể trở thành nguồn căng thẳng lớn và không có khả năng giải quyết hiệu quả. Lâu dần sẽ tích tụ sự thất vọng về nhau và cuối cùng có thể dẫn đến sự đổ vỡ hoặc ngoại tình. Sự hờn dỗi vì những điều nhỏ nhặt thường là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành về mặt cảm xúc của đàn ông. Dấu hiệu 6, luôn xét nét đúng sai, không bao giờ cùng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, một người đàn ông chưa trưởng thành về nội tâm bên trong, thường luôn xét nét ai đúng ai sai, và không bao giờ cùng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Anh ta thường xuyên chỉ trách móc, và không chấp nhận lời phê bình hay ý kiến của người khác. Họ thường dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc tìm lỗi tại ai, thay vì tập trung vào việc cùng nhau giải quyết vấn đề. Khi một người không có ý thức về việc tìm giải pháp mà chỉ tập trung vào việc chứng minh ai đúng ai sai, điều này có thể gây ra căng thẳng và xung đột không cần thiết trong tình yêu hay hôn nhân. Anh ta thường không lắng nghe hoặc không coi trọng ý kiến và nhu cầu của bạn, thay vào đó tập trung vào việc chứng minh việc đúng sai của mình. Dấu hiệu này có thể gây ra nhiều vấn đề giữa hai người, vì việc chỉ xét nét đúng sai mà không cùng tìm giải pháp thì không thể giúp xây dựng để phát triển một tình yêu bền vững được. Một mối quan hệ bền vững cần cả hai sẵn lòng thay đổi quan điểm để có thể hòa hợp và đi lâu dài với nhau. Vì vậy, một người đàn ông mà khi có vấn đề gì xảy ra, anh ta chỉ chăm chăm cho rằng mình đúng. Còn bạn thì sai và trách móc tại sao bạn lại để sự việc đó xảy ra, mà không có bất kỳ giải pháp nào để giải quyết vấn đề đó, chỉ chứng tỏ anh ta là một người đàn ông kém cỏi, chưa đủ trưởng thành để có thể bảo vệ, che chở cho bạn. Người anh ta yêu là chính bản thân anh ta chứ không phải bạn. Và nếu một người không yêu mình, thì mình ở bên cạnh anh ta để làm gì? Vừa rồi là 6 dấu hiệu một người đàn ông chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Có thể là một cảnh báo quan trọng đối với phụ nữ khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Luôn đổ lỗi cho người khác, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, tính ích kỷ và khó chấp nhận lời góp ý xây dựng hay hờn dỗi là tất cả những dấu hiệu mà phụ nữ khi yêu nên cân nhắc rằng liệu có thể chấp nhận ở đối phương hay không. Chúng ta bước vào tình yêu và hôn nhân với nhu cầu được yêu thương và được hạnh phúc. Đừng để mình đi sai đường, chọn sai người để rồi phải chịu đựng suốt cuộc hành trình.
Chúc bạn luôn hạnh phúc và có lựa chọn sáng suốt trong các mối quan hệ của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.